Xin chào bác đến với kênh xe đạp kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em gửi cho các bác mẫu xe đạp Gian XTC, một dòng xe đạp thương hiệu rất là nổi tiếng trên toàn thế giới và được rất nhiều khách hàng ở thị trường Việt Nam rất là ưa chuộng cái dòng Gian. Và đây là một chiếc xe mà phải gọi là mắc cấu hình trong cái tầm giá tốt nhất trong tầm giá rồi, giá là 11.500.000 và được sử dụng bộ group chuyển động của Shimano DOG, từ bộ chuyển động đến đùi đạp, phanh dầu là phanh của Magura. Vành Mavic thương hiệu Pháp, là khung là toàn bộ là khung nhôm, nước sơn nguyên bản, xe tông màu hôm nay về tông màu đen trắng rất là đẹp. Bản này là bản xuất khẩu, dòng Gian XTC xuất khẩu, toàn bộ khung xe là do đã qua quá trình sử dụng và là xe bãi nên là xuất hiện những cái vết xước răm, xước nhỏ xước răm trên khung không thể tránh khỏi. Còn là tổng thể xe thì các bác có thể thấy trên hình vẫn còn giữ được cái độ bóng bẩy của những nước sơn này. Vẫn còn rất là bóng bẩy và tương đối là đẹp. Làm xuống bản xuất khẩu. Hôm nay xuất thị trường Mỹ các bác nhé. Hôm Gian xuất Mỹ. Sử dụng công nghệ nhôm Alux SL, công nghệ nhôm tiên tiến của Gian, dòng SL. Xích lít vẫn còn rất là mới, nhìn rất là trắng mới. Sử dụng bộ group chuyển động Shimano DOG, và thuộc cái phân khúc cũng là cận cao cấp của dòng địa hình DOG hết. Thì đùi đạp đến bộ chuyển động 10 lít và 3 đĩa, 30 tốc độ khác nhau. Vùng cặp vành 26 inch, lốp các thứ vẫn còn rất là mới các bác nhé. Chủ xe đi tương đối là ít, giữ độ mới tương đối là tốt. Vành Mavic thương hiệu Pháp, máy cũng Mavic luôn. Bánh bị vòng cuối lổ. Ghi đông thì chiếc xe trang bị tay bấm và tay bấm DOG, tay bấm 10x3, đây là 3, bên này là 10 lít. Phanh dầu của Magura, bộ phanh dầu rất là ngon các bác nhé. Các bác chơi xe thì nhận biết được cái bộ phanh dầu này rất là ngon. Ngoài ra thì được trang bị thêm bộ giảm sóc hơi của SR Santur Evicon Vision và SR Santur. Đó. Bánh trước cũng là Mayer Mavic luôn, bánh bi vòng bạc đạn. Đó. Mắc cố hình trong cái tầm giá 11.500.000 mà đổi lại thì được những cái đồ, những cái option này rất là ngon này, cố hình cực kỳ cao trong cái tầm giá. Gian XTC xuất khẩu. Và Gian sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 40 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 58 cm. Thì chiếc xe sẽ phù hợp các bác đi từ khoảng 1m62-63 đến khoảng 1m72-73, 1m75 đi là vừa. Sử dụng 10 tầng đít và 2 tầng 3 tầng đĩa.
30 tốc độ khác nhau. Chuyển động cực kỳ mượt mà, xe nó còn tương đối là mới. Chuyển động các thứ còn rất là ngon này. Thì cái giá bán của chiếc xe như em đã thông báo ngay từ đầu video thì có là 11.500.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình, cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.